cái cảm giác lúc mà ba mẹ vừa mất nó kinh khủng lắm. Nằm ở trên phòng trông cho hết ngày, thật sự không có mục tiêu để sống luôn anh. Nhiều lúc em nghĩ tự nhiên gia đình đang trong cái hoàn cảnh êm ấm vậy, đùng cái em mất cả ba lẫn mẹ. Ba em thì lúc trước là công tác ở trường Vinhomics á, là sĩ quan, là dạy ở bên khoa ô tô. Khi mà nghỉ hưu thì ba về làm ở khu phố, rồi sau đó là lên phường làm nhiều công tác, rồi khi mà chống dịch là ba theo chống dịch luôn. Cái lúc mà tâm dịch á là 8-9 giờ tối ba mới về, là ba về ba tắm một cái là ba chạy ra ngoài khu phong tỏa, ba trực tiếp luôn á. 18 tây tháng 7 á là bắt đầu ba sốt, rồi lúc đó ba chở đồ cho mấy khu phong tỏa đó về, lúc đó là mưa quá trời mưa luôn, ba mới nói là mệt quá lạnh, bắt đầu mua lá xong về cho ba xong. Ba xong được mấy ngày, em cũng chăm ba mấy ngày luôn, rồi bắt đầu là bác khu phó trưởng nói là thôi ông nên đi test đi. Thì lúc ba test thì ba biết ba bị dính á, là bắt đầu ba cách ly ở trên phòng, ở nhà tiếp tục là chăm cho ba. Rồi sáng là 5 giờ dậy nấu phở, nấu cháo cho ba ăn. Ba nói ba ho hay gì, sốt hay gì là đi ra mua thuốc. Trong 5 ngày nói chung là chăm ba rất là bình thường, ba cứ nằm đây rồi tới giờ là đi xong lá xả rồi thôi. Ba biết ba bị rồi, bắt đầu ba hoảng loạn tinh thần, ba hoảng loạn là qua hôm sau ba chuyển nặng liền, khó thở. Gọi y tế phường thì người ta đưa cấp cứu tới, chuyển qua bệnh viện Gò Vấp. Mỗi lần mà nghe cái tiếng điện thoại bàn là hai mẹ con là muốn thót tim luôn á, là không thể không dám bắt máy luôn. Rồi lúc mà ba em vào viện là ngày 22 tây, 27 tây là ba mất. Vừa lúc đó là mẹ vừa vô khu cách ly luôn, lúc đó là em không dám khóc luôn, hoảng loạn. Có một mình em ở trong nhà mất bình tĩnh kinh khủng luôn. Mẹ em lúc mà vô đó là rất là khỏe, hàng xóm đi chung cũng nói khỏe luôn, mà không biết ai báo tin cho mẹ là ba mất á. Thì cái hôm mà mẹ từ khu cách ly mẹ chuyển nặng qua bên bệnh viện thì là mẹ khóc sưng húp mắt luôn, thì tại vì bị sốc tinh thần của ba đó anh, cho nên mẹ chuyển nặng luôn. Đến lúc mà mẹ mất em còn chưa được biết nữa mà. Mẹ mất 3 tay thì tới 19 tay là em đi ra bệnh viện hỏi thì em mới biết được mẹ mất á. Bây giờ em nói thật là chỉ có gượng sống thôi. Hiện tại thì em cố gắng, phải cố gắng mạnh mẽ để mà hương khói cho ba mẹ. Rồi em cố gắng, em thật là bận á, bận rộn kiếm việc này việc kia em làm để cho bận rộn, không nhớ tới cái cảm giác đau đó nữa. Chứ thật sự luôn là bây giờ nếu như mà nói mà có mục đích hay mục tiêu sống gì thì đối với em là cũng không có nữa. Cái cảm giác lúc mà ba mẹ vừa mất, nằm ở trên phòng trông cho hết ngày, nó kinh khủng lắm. Nên lúc em xuống dưới nhà em mở cửa ra để cho cái bàn thờ nó sáng được chút á, thì cũng có một hai người mua, là bắt đầu em quyết định em mở cửa ra bán để em kiếm tiền lo mua đồ cúng cho ba mẹ luôn. Trong 49 ngày là mơ thấy ba mẹ nhiều lắm. Mà ba với mẹ em về là chỉ có cười thôi. Mà lần nào ba mẹ về em cũng cứ hỏi là ba mẹ mất rồi hả, chết rồi hả, có đâu, chết đâu, có đâu, cười thôi. Thì ở trong giấc mơ thì gọi ba mẹ nhiều lắm đó, anh thấy trên giường á, quần áo ba mẹ em nào cũng có, tối ngủ nào em phải để kế bên em ôm hết á. Đến nỗi lúc ba mẹ mất em còn muốn ôm hũ cốt em ngủ luôn mà.
làm bất cứ cái điều gì cũng thấy ba mẹ ở trong nhà hết, nhưng mà không bao giờ em có ý nghĩ là phải chuyển chỗ khác hay là hả, kiếm một cái nơi khác để quên ba mẹ hết. Đó, cái quyết tâm của em là phải gìn giữ lại những gì mà ba mẹ em đã cực khổ tạo ra. Em sẽ cố gắng, em mạnh mẽ. Gia đình êm ấm lắm, mình rất là vui luôn á. Sáng á là ba chở mẹ đi tập dưỡng sinh ở ngoài câu lạc bộ, rồi đó là bắt đầu ba lên phường công tác. Rồi trưa về á là bắt đầu là em, mẹ thì nấu cơm, em pha nước chanh. Ba thích uống nước chanh. Hối hận nhiều nhất á là Tết nào ba cũng chúc là nhanh có chồng á, nhưng mà tới bây giờ cũng chưa cho ba mẹ được yên lòng về cái việc đó. Hiện tại thì em chỉ muốn lo cho ba mẹ trước đã, còn cái việc mà lập gia đình em chưa nghĩ tới. Em làm giáo viên yoga với Zumba, em không có đi làm nữa. Em tiếp tục em bán để em giữ cái nghề của mẹ, cố gắng giữ lại cái đó cho mẹ, với lại ở nhà hương khói cho ba mẹ. Nếu đi làm bây giờ đóng cửa thì ba mẹ ở nhà cũng lạnh đó, cho nên em muốn ở nhà với ba mẹ luôn. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành khẩn kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Theo đó, thành phố dự kiến tiêm cho 780.000 trẻ trong độ tuổi này sinh sống hoặc học tập trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đối với trẻ đi học sẽ tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp, đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh. Đối với trẻ không đi học sẽ tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện lựa chọn. Trẻ có bệnh nền sẽ được tiêm tại các bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi. Việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ sẽ thực hiện theo thứ tự lứa tuổi giảm dần, ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi và theo tiến độ cung ứng vaccine, tình hình dịch tại địa phương. Thành phố sẽ tiêm mũi 1 trong 5 ngày, dự kiến bắt đầu ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm vét trong vòng 2 ngày sau đó, còn tiêm mũi 2 trong vòng 7 ngày sau khi đã đủ thời gian khoảng cách 2 mũi tiêm. Vaccine được dùng tiêm cho trẻ là loại vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt, sử dụng cho lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội vừa ghi nhận 2 ca dương tính virus SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Đó là cặp vợ chồng trú tại ngõ 67 Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Người chồng làm ở khoa khám bệnh đa khoa tại Bệnh viện 108, hàng ngày đi làm tại bệnh viện. Ngày 20 tháng 10 xuất hiện triệu chứng ngứa mũi, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Người vợ là dược sĩ bán thuốc tại hiệu thuốc Anh Thư, số 9 đường Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa. Ngày 21 tháng 10, sau khi chồng dương tính, chị cùng hai con được đưa vào bệnh viện 108 cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả người vợ dương tính, hai người con âm tính. Liên quan đến 2 ca F0 trên, bệnh viện 108 đã xét nghiệm 320 trường hợp là F1 và liên quan, kết quả đều âm tính. Thành phố Đà Nẵng phấn đấu sẽ cho học sinh từ 15 đến 18 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19 đủ 14 ngày trước khi đến trường học trở lại. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị ngành giáo dục, y tế và chính quyền địa phương chủ động sẵn sàng để khi triển khai sẽ tranh thủ thời gian, tập trung tiêm cho học sinh, đảm bảo đủ 14 ngày trước khi đến trường học trở lại vào ngày 8 tháng 11 tới. Đối với trường hợp học sinh chưa đủ 15 tuổi nhưng đã vào học lớp 10 thì vẫn được tiêm vaccine để phòng, đảm bảo toàn bộ học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 được tiêm vaccine phòng Covid-19. Thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị 50.000 liều vaccine, ưu tiên tiêm cho nhóm từ 15 tuổi đến 18 tuổi trước.